Xin kính chào bà con nông dân và các bạn đến với chương trình Vàng Chuôn Đất của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau: Nông Cống xây dựng thương hiệu gạo Hương Quê, kỹ thuật hữu ích trong bể xi măng. Trước hết mời bà con nông dân và các bạn theo dõi phần tin về nông nghiệp. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện Ngọc Lặc đang chỉ đạo bà con nông dân các địa phương đẩy mạnh thu hoạch lúa mùa sớm, giải phóng đất gieo trồng vụ đông. Vụ mùa năm nay, huyện Ngọc Lặc gieo trồng trên 3.190 hectare lúa. Đến nay, các diện tích cơ bản đã chín rộ, năng suất bình quân ước đạt trên 55 tạ một hectare. Để sản xuất vụ đông theo đúng kế hoạch, đạt về diện tích và tiến độ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ngọc Lặc đang tích cực chỉ đạo các địa phương, huy động nhân lực, phương tiện, tập trung thu hoạch lúa, giải phóng đất. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã đôn đốc các địa phương tích cực chuẩn bị vật tư nông nghiệp, giống cây trồng và thủy lợi để sản xuất vụ đông trong khung lịch thời vụ tốt nhất. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Thiệu Hóa đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp phát triển chăn nuôi, trong đó đẩy mạnh việc đổi điền dồn thửa, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cá nhân đầu tư phát triển kinh tế trang trại tập trung quy mô lớn. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã có 256 trang trại gia trại, trong đó có 42 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo quy định tại thông tư số 27/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Việc phát triển các trang trại gia trại tiêu chuẩn đã góp phần quan trọng duy trì phát triển đàn gia súc gia cầm trên địa bàn. Hiện nay toàn huyện có khoảng 12.700 con trâu bò, 19.000 con lợn, gần 600.000 con gia cầm. Trong quá trình phát triển chăn nuôi, huyện đã thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tổ chức thực hiện tốt tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Sau khi quản lý nhà nước về phân bón được giao về một đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhiều địa phương kiến nghị nên gộp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Thực tế hiện nay, đa phần các tổ chức cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp đều kinh doanh song song hai mặt hàng là phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Trong khi đó, hiện nay, lĩnh vực quản lý nhà nước về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đều được giao cho Cục Bảo vệ Thực vật ở cấp bộ và Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật ở cấp tỉnh, nên cùng một đơn vị mà phải hai lần thành lập đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận sẽ dẫn đến lãng phí, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Hà Nội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm ban hành hướng dẫn bộ thủ tục hành chính gộp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vào thành một giấy chứng nhận. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2019, Ủy ban châu EU sẽ bắt buộc áp dụng yêu cầu kiểm dịch thực vật chặt chẽ đối với nhiều loại nông sản nhập khẩu từ các nước bên ngoài EU. Trước thay đổi về kiểm dịch thực vật của EU, Cục Bảo vệ Thực vật đã có văn bản về việc thực hiện quy định kiểm dịch thực vật nhập khẩu của EU gửi các chi cục kiểm dịch thực vật vùng trực thuộc để chủ động thực hiện. Để tránh ảnh hưởng tới xuất khẩu nông sản của Việt Nam, Cục Bảo vệ Thực vật yêu cầu các chi cục kiểm dịch thực vật vùng thực hiện kiểm tra các lô hàng xuất khẩu theo đúng quy định về kiểm dịch thực vật của EU. Đối với các lô quả có múi và xoài tươi xuất khẩu, phải được sản xuất từ các vườn đã được cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm tra và đảm bảo không nhiễm ruồi đục quả. Thông tin về vườn không nhiễm ruồi hoặc thông số về xử lý phải được ghi vào giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật để đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Thưa quý vị và các bạn, Nông Cống là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn, mỗi vụ gieo cấy khoảng 10.000 hecta. Những năm qua, địa phương này luôn trăn trở tìm cách để nâng cao giá trị sản phẩm lúa gạo, giúp bà con nông dân tăng thu nhập. Việc xây dựng thương hiệu gạo Hương Quê được sản xuất trên các cánh đồng mẫu lớn ở hai xã là Trường Sơn và Tượng Văn là một trong những giải pháp đã được triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả khả quan. Những thửa ruộng manh mún, những bờ vùng bờ thửa nhỏ bé giờ đã được dồn điền thành cánh đồng mẫu lớn, thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giải quyết được khó khăn về lực lượng sản xuất do việc dịch chuyển lao động từ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ tạo nên. Bên cạnh đó, bà con nông dân hai xã Trường Sơn và Tượng Văn giờ đây không còn phải lo lâm vào cảnh được mùa mất giá vì sản phẩm đầu ra đã được doanh nghiệp bao tiêu theo hợp đồng liên kết. Thực hiện sản xuất lúa theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp thì cái việc thứ nhất là thực hiện theo cái quy chuẩn về các cái khâu kỹ thuật từ khi gieo mạ cho đến cái việc là sản xuất, tất cả các cái chu kỳ sản xuất của cây lúa được áp dụng theo cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cái việc thứ nhất là tập trung quy vùng sản xuất đồng loạt một loại giống. Thứ hai là hạn dụng cái sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật thì hạn chế tối đa.
Từ chủ trương của tỉnh là xây dựng mỗi địa phương một sản phẩm, thời gian qua, huyện Nông Cống đã chỉ đạo hai xã Trường Sơn và Tượng Văn đổi điền dồn thửa, quy hoạch cánh đồng mẫu lớn trên 100 hecta, sản xuất cùng một loại giống là Thái Xuyên 111 và ký kết với công ty cổ phần giống cây trồng Thái Bình cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm. Để nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất, huyện Nông Cống chủ trương xây dựng thương hiệu cho sản phẩm lúa gạo từ mô hình này với tên thương hiệu là gạo Hương Quê. Cụ thể, huyện đã hỗ trợ mỗi xã 50 triệu đồng để chuyển giao khoa học kỹ thuật, 100 triệu đồng để mua máy đóng gói, thiết kế bao bì, nhãn mác và phát triển thị trường. Bước đầu, sản phẩm gạo Hương Quê đã đưa ra thị trường và được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, giá bán cũng như cao hơn so với giá gạo sản xuất thông thường. Gạo đã được xác định và cấp giấy chứng nhận Việt Gáp và đồng thời là xây dựng cái thương hiệu để tạo tiền đề cho việc vươn ra các cái thị trường trong phạm vi cả nước. Và trên cái kết quả của sản xuất gạo Việt Gáp thì chúng tôi tiếp tục là đẩy mạnh các cái biện pháp để dồn đổi đất đai, tích tụ đất để tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân có điều kiện đầu tư vào để thực hiện việc chuyển đổi, để nhằm là làm cho đất là có cái điều kiện để tạo ra cái nguồn thu nhập nó tốt hơn. Việc tổ chức liên kết sản xuất lúa gạo hàng hóa không chỉ giúp bà con nông dân tiếp cận với phương thức sản xuất mới, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, mà còn là giải pháp hữu hiệu để các địa phương của huyện Nông Cống đẩy nhanh tiến độ tích tụ ruộng đất, chuyển đổi hình thức sản xuất. Thưa bà con nông dân và các bạn, những năm gần đây, phong trào nuôi ếch trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh và đã mang lại lợi nhuận cao cho người nuôi. Trong mục Nhà nông cần biết hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới bà con kỹ thuật nuôi ếch trong bể xi măng. Đây là một giải pháp hữu hiệu đang được áp dụng hiệu quả. 1. Chuẩn bị bể xi măng nuôi ếch. Bể xi măng kích thước dài 5m, rộng 3m, cao 1,2m. Đáy bể có độ dốc 15 độ để dễ xả nước. Sau khi xây xong, bà con xử lý bể nuôi bằng cách cho nước vào, xả bỏ nhiều lần. Nếu kết hợp thêm cách cho thân cây chuối đã cắt nhỏ vào ngâm 1 tuần là tốt nhất. Thời gian xử lý bể nuôi trong vòng 2 đến 3 tuần. Sau khi xử lý bể nuôi, bà con cho thuốc tím hoặc chlorine để xử lý lần cuối trước khi bắt đầu nuôi ếch. 2. Lựa chọn giống ếch chất lượng cao. Chiều dài mỗi con giống khoảng 3-5cm. Những con giống khỏe thường có màu sẫm, tránh trường hợp chọn các lứa giống bị bệnh hoặc bị dị tật. Mật độ thả giống đối với môi trường bể xi măng phù hợp nhất là 150 con trên 1m2. Đến tháng thứ 2 trở đi là 70 con trên 1m2. 3. Thức ăn cho ếch. Nếu bà con sử dụng cám, nên trộn thêm vitamin C, 3 ngày trộn 1 lần, 1 thìa cơm, 5kg cám và men sống, 2 ngày 1 lần, liều lượng bằng vitamin C. Cám không bị ẩm mốc, mỗi giai đoạn sinh trưởng của ếch sẽ có độ đạm phù hợp khác nhau, lượng thức ăn khác nhau và kích thước cám cũng khác nhau. Cách cho ăn. Bà con rải đều, vào bể nuôi để ếch ăn đều, tránh trường hợp chỗ thừa chỗ thiếu. Đối với cá tạp là nguồn thức ăn dinh dưỡng cần thiết cho ếch, giúp ếch tăng trưởng tốt và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, bà con cần chú ý các vấn đề sau. Không cho ăn cá ươn. Sau 2 tiếng, ếch ăn không hết, phải vệ sinh, dọn dẹp. Tháng đầu tiên nên cho ăn 3-4 lần vào các thời điểm 7 giờ, 11 giờ và 17 giờ. Bà con có thể cho ăn thêm bữa phụ vào lúc 22 giờ. 4. Chế độ thay nước. Tháng đầu bà con nên thay 1 ngày 2 lần, đến tháng thứ 2 trở đi là 1 ngày 1 lần thay. 5. Phân đàn và chăm sóc ếch thịt. Bà con lưu ý những con quá to hoặc quá bé cần tách đàn riêng để tránh trường hợp cắn nhau dẫn đến lở loét hoặc ăn nhau dẫn đến hao hụt ếch. 2 tuần cân ếch 1 lần để theo dõi tốc độ tăng trưởng của ếch. Sau thời gian 3 tháng, ếch sẽ có dấu hiệu ăn ít lại, tập trung phát triển đùi, bụng nhỏ lại, thịt chắc hơn. Nếu thực hiện đúng kỹ thuật, ếch sẽ đạt trung bình từ 270 đến 300 gram trên một con. Bản tin vàng cho đất hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại bà con nông dân và các bạn trong chương trình này ngày mai. Bà con quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn hoặc trên kênh YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa.